Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thành phố bên Sòng Lô số tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, 100% các xã trên địa bàn thành phố đã về đích nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống và chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Một trong những thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới đó là vai trò công tác tuyên truyền đã được phát huy hiệu quả, qua đó không chỉ tạo được sự đồng thuận nhất trí cao của quần chúng nhân dân mà còn tạo được sự lan tỏa rộng rãi, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên của mỗi người dân. Thay đổi rõ nét nhất đó là đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo hiệu quả gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt kết quả cao. Nội dung mà chúng tôi quan tâm để triển khai thực hiện trong thực hiện xây dựng nông thôn mới là tập trung vào quy hoạch các cái vùng sản xuất. Mặc dù điều kiện của xã là xã bán nông nghiệp, thì chúng tôi cũng tập trung quy hoạch các cái vùng sản xuất tập trung. Cái thứ hai là phát triển về thương mại dịch vụ, làm sao để nâng cao thu nhập, mức sống, đời sống của nhân dân. Rồi các cái thiết chế văn hóa ở thôn xóm, làm sao đảm bảo để đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất cũng như là văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn. Hội tập trung tổ chức các hoạt động vận động hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Một số hoạt động nổi bật như là đã xây dựng quỹ mái ấm tình thương để giúp phụ nữ nghèo xóa nhà tạm, nhà rột nát, xây dựng các mô hình phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng để hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ cải tạo, xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định. Vận động tặng cây con giống mới, thức ăn chăn nuôi để giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì hội cũng luôn quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng. Thì hội cũng đã xây dựng được 10 mô hình sản xuất rau sạch theo hướng hữu cơ và xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gắn với thị trường tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa. Người nông dân đã từng bước tiếp cận với việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh liên kết mang lại hiệu quả cao. Năm 2018, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thủy sản đạt trên 362 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 66 triệu đồng một hecta, tăng gần 3 triệu đồng so với năm 2015. Trong đó, vai trò nòng cốt là các hợp tác xã. Tiêu biểu là hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ đã làm tốt việc liên kết phát triển sản phẩm mật ong mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hiện nay, hợp tác xã có khoảng 2.000 đàn ong đã ký hợp đồng tiêu thụ mật ong với công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Phong Sơn, tỉnh Lâm Đồng và cung cấp cho hệ thống siêu thị cửa hàng thực phẩm an toàn trên toàn quốc mỗi năm khoảng 300 tấn mật ong, 5 tấn phấn hoa, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã cũng đã xác định là một cây một con, thì trong đó là cây và cây nhãn và con là nuôi con ong. Thì chúng tôi cũng đã xác định từ ngay từ đầu nhiệm kỳ, sau khi mà được nông thôn mới, chúng tôi tiếp tục nâng cao các cái mô hình đó, thì thực hiện cái chủ trương của chính phủ là mỗi xã một sản phẩm. Chúng tôi đã lựa chọn là mật ong là cái sản phẩm chủ lực của xã An Khang, và đến nay thì hợp tác xã cũng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều hộ gia đình và có thu nhập tương đối là cao. Từ thu nhập từ năm 2015 là 1.800.000 đồng, đến nay là năm 2019 thì thu nhập người bình quân người dân trên địa bàn xã An Khang đã đạt 2.800.000 đồng như hiện tháng. Là địa phương có cả 5 trên 5 xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở rà soát đối chiếu với bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thành phố Tuyên Quang phấn đấu xây dựng cả 5 xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025. Tập trung vận động nhân dân đóng góp cùng nhà nước để bê tông hóa đường liên thôn và nội đồng, làm cống rãnh thoát nước khu dân cư đã và đang góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị thành phố Tuyên Quang. Trước đây, hệ thống cống thoát nước thôn 17 xã An Tường có chiều dài gần 200 mét là mương đất, trong quá trình sử dụng đã bị các loại phế thải, đất vùi lấp, gây tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Khi có chủ trương về hỗ trợ xi măng ống cống, rãnh thoát nước, chi bộ đã tổ chức họp thôn xin ý kiến của nhân dân về cách làm. Điều phấn khởi là bà con không những đồng tình ủng hộ, mà nhiều hộ còn đóng góp thêm kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cống rãnh, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.
với cái sự đồng lòng của nhân dân, các hộ gia đình có diện tích cống đi qua vườn thì tự nguyện hiến đất để chúng tôi tiến hành lắp đặt hệ thống cống, thì để đảm bảo cho nó phong quang sạch đẹp. Và sau khi hệ thống cống được hoàn thành thì chúng tôi sẽ lấp và san mặt bằng làm con đường để cho nhân dân đi lại cho thuận tiện hơn. Tuyến đường vào thôn Hòa Bình, xã Thái Long có chiều dài 320m, được nối với vùng sản xuất hàng hóa của thôn. Do tuyến đường được làm từ trước, mặt đường chỉ rộng hơn 2m và xuống cấp. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã phổ biến triển khai chương trình hỗ trợ xi măng làm đường, thôn đã họp dân tuyên truyền giải thích để người dân đồng thuận góp tiền hiến đất mở rộng đường. Sau khi nâng cấp và mở rộng, tuyến đường rộng 4,5 mét tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Và chúng tôi đã vận động nhân dân đóng góp ngày công và vật liệu để tổ chức thực hiện. Đối với nhân dân thì hoàn toàn rất là ủng hộ trong cái công tác xây dựng đường bê tông. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã lắp đặt trên 2.000 ống cống các loại làm cống rãnh thoát nước khu dân cư và làm mới trên 5.400 mét đường bê tông. Với những cách làm hay trong huy động sức dân để lo cho dân đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị văn minh và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng thành phố đạt tiêu chí loại 2 vào năm 2020. Thành phố Tuyên Quang có số lượng doanh nghiệp và người nộp thuế kinh doanh nhiều nhất toàn tỉnh, với tổng số trên 650 doanh nghiệp, hàng năm đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách của địa phương. Đến nay, thành phố Tuyên Quang có tổng số thu ngân sách trên 304 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Theo Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu hồi nợ động thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế, thành phố Tuyên Quang, bên cạnh những kết quả tích cực của doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc thu nộp ngân sách đối với nhà nước, thì vẫn còn 150 doanh nghiệp nợ thuế các loại với trên 50 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu 35 tỷ đồng. Một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, dẫn đến là cái việc khai thuế ra cũng chưa kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Thế và hiện nay thì cơ quan thuế đang tập trung rà soát hết các cái khoản nợ đọng thuế của các đơn vị doanh nghiệp, của các cá nhân kinh doanh trên địa bàn để tham mưu với Ban Chỉ đạo về công tác thu hồi nợ đọng thuế để có những cái giải pháp phù hợp đối với từng trường hợp để tổ chức tuyên truyền vận động nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Để làm tốt công tác chống thất thu thuế, Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang đã rà soát tình trạng nợ đọng của từng doanh nghiệp và thống nhất lịch làm việc, nội dung làm việc với từng doanh nghiệp, nghe tâm tư nguyện vọng, phổ biến các quy định của nhà nước đối với người nộp thuế, tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết thu nộp ngân sách đúng thời gian quy định. Nhiệm vụ thu trong tháng còn lại của 2019, chúng tôi đang tập trung các cái giải pháp thu hồi các khoản nợ đọng. Đấy, qua quá trình làm việc thì cũng kịp thời nắm bắt về các cái tình hình tài chính của doanh nghiệp, về tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để có cái điều kiện để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước thì các doanh nghiệp cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp ngân sách đối với nhà nước để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhằm đẩy mạnh việc không dùng tiền mặt, Điện lực thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với các ngân hàng triển khai đa dạng các dịch vụ thanh toán tiền điện, bước đầu mang lại nhiều thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, Điện lực thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với 5 ngân hàng thương mại là Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank, MB Bank và tổ chức trung gian như Viettel, Bưu điện tỉnh, Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến cộng đồng Vietpay để tổ chức thanh toán như thu tiền điện tại quầy giao dịch qua ATM, Internet Banking và trích thu nợ tự động. Điều này mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng là người dân và tổ chức doanh nghiệp. Sau khi mà được các cán bộ, được các nhân viên của điện lực tư vấn cho tôi là nộp tiền qua thẻ, thì tôi cảm thấy là cái dịch vụ này, nộp tiền qua thẻ này rất là tiện lợi. Hàng tháng sau khi nhận được tin nhắn thông báo chỉ số công tơ điện đã sử dụng và số tiền phải thanh toán, khách hàng không phải đến các điểm thu nộp tiền như trước mà có thể thực hiện thanh toán tiền điện bằng vài thao tác trên điện thoại di động hoặc máy tính thông qua dịch vụ Internet Banking. Hiện nay trung bình mỗi tháng có trên 240.000 khách hàng của ngành điện thực hiện thanh toán tiền điện qua dịch vụ của ngân hàng. Về việc thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua các tài khoản ngân hàng, Điện lực thành phố chúng tôi đã và đang triển khai và cùng phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng đã quán triệt và đến toàn bộ cán bộ nhân viên trong điện lực là làm thế nào chúng ta hướng dẫn khách hàng một cách nhanh, gọn và tiện lợi nhất. Chúng tôi cam kết với khách hàng là chúng tôi sẽ mang đến những dịch vụ mà công khai, minh bạch và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện Điện lực thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện về các tiện ích của việc thanh toán tiền điện qua ngân hàng, đồng thời phối hợp với các ngân hàng thực hiện tư vấn trực tiếp tại các điểm giao dịch về thủ tục đăng ký thanh toán tiền điện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản miễn phí nhằm mang lại tiện ích cho khách hàng và minh bạch trong thanh toán tiền điện. Bắt đầu từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới và tiến hành thay sách giáo khoa với học sinh lớp 1. Để đáp ứng được chương trình này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tốt nhất tư duy năng lực của mỗi học sinh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại trường tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang. Đây là một buổi tham quan thực tế tại trại bò của các em học sinh trường tiểu học Bình Thuận. Sau những bài học lý thuyết, các em được tìm hiểu thực tế quy trình sản xuất chăn nuôi, sản xuất sữa bò. Hôm nay đi chạy bò, con cảm thấy rất vui và thích vì con đã biết con bò nó vắt sữa như thế nào. Bên cạnh việc mà truyền thụ cho các em kiến thức, thì nhà trường cũng rất là chú trọng đến việc là rèn cái kỹ năng sống, cũng như là những cái kỹ năng trong đời sống hàng ngày để giúp cho các em có thể linh hoạt hơn, có thể vừa vận dụng được kiến thức đã học vào cuộc sống một cách tốt nhất. Là một trong những trường tiểu học có thành tích dẫn đầu trên địa bàn thành phố, năm học 2019-2020, trường tiểu học Bình Thuận có hơn 1.000 học sinh. Để nâng cao chất lượng, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng các chuyên đề dạy học dưới hình thức trải nghiệm sáng tạo, chủ đề liên môn, đổi mới cách dự giờ, rút kinh nghiệm nhằm giúp các em học sinh đẩy mạnh kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ hành vi cho học sinh. Đối với cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì cũng đòi hỏi là giáo viên cũng phải tích cực tự giác, bản thân tự học, tự nâng cao trình độ để cho giáo viên có thể tiếp cận được dần. Bởi vì cái chương trình giáo dục phổ thông mới đã chuyển sang để phát triển cái năng lực của người học, nên bản thân giáo viên là cũng phải tìm tòi cũng như là tự để nghiên cứu làm thế nào để có thể đưa ra những phương pháp, hình thức tổ chức để có thể phát huy tốt nhất được năng lực của học sinh. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các em học sinh sẽ được giảm một số môn học so với hiện tại và tăng một số môn tự chọn. Chương trình được xây dựng theo phương pháp phù hợp với định hướng tiếp cận năng lực, giúp học sinh vận dụng được những kiến thức đã học và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học của các nhà trường hiện nay sẽ giúp giáo viên và học sinh có thể nhanh chóng thích ứng với chương trình sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng vào thời gian tới. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang càng có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trong cộng đồng dân cư về hoạt động tự quản, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tại nơi cư trú, phát huy tinh thần chủ động và tự quản của nhân dân. Lưỡng Vượng là một trong những xã điển hình như vậy. Mô hình tổ quần chúng tự quản về an ninh trật tự, tự phòng tự quản tại thôn 4 xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang được thành lập với 8 thành viên. Họ là những người có uy tín ở trong thôn, hoạt động với tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nhắc nhở người dân, đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của mỗi công dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Tổ an ninh của thôn chúng tôi được thành lập với mục đích là đảm bảo cái trật tự an ninh trong toàn thể nhân dân trong thôn và gìn giữ tất cả mọi mặt về an ninh, trật tự, rồi là lòng đường, vỉa hè, rồi là tuyên truyền đến toàn thể nhân dân là sẽ dùng mọi cách để mà bảo vệ cái trật tự an ninh và tài sản của mình. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xã Lưỡng Vượng đã gắn các phong trào thi đua với các hoạt động của các đoàn thể và tổ chức hội, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi là lực lượng công an địa bàn xã, với vai trò tôi trưởng công an xã, đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã xây dựng các chương trình kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Việc xây dựng mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở là một nội dung quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Thành phố bên Sòng Lô của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.